Lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản, gọi tắt là MSDF, ngày 5 tháng 4 thông báo sẽ cử tàu khu trục đi vào Biển Đông và đi ngang qua các đảo hoặc lãnh thổ có tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước trong khu vực, bao gồm Việt Nam. MSDF cho hay chuyến đi không liên quan tới các hoạt động tự do hàng hải mà Mỹ đã tiến hành gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây ở Biển Đông. Nhưng động thái này có thể được xem là một nỗ lực chung của Nhật và Mỹ để chống lại việc Trung Quốc cương quyết đòi chủ quyền ở đây. Hiện Việt Nam chưa đưa ra bình luận chính thức về động thái của Nhật. Tham mưu trưởng của MSDF cho biết, sau khi đi qua Biển Đông, tàu khu trục sẽ tham gia thao dượt hàng hải đa quốc gia do Indonesia đăng cài từ ngày 12 tới ngày 16 tháng 4. Cuộc thao dượt Komodo dự kiến sẽ diễn ra ở khu vực gần thành phố Padang, Tây Indonesia. Trong khuôn khổ đó, sẽ có lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế và hội thảo chuyên đề về hải quân vùng Tây Thái Bình Dương.